để chia sẻ với quý vị một cái bài pháp có cái tựa đề là Báo thời của nghiệp. Kính thưa quý vị, báo thời của nghiệp tức là chúng ta sẽ bàn về cái cách trả nghiệp theo thời gian, hay nói một cách rõ ràng hơn là cái thời gian trổ quả của nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là hành động dữ hay lành mà chính do bản thân mình tạo ra. Qua ba cửa đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu thân nghiệp lành, khẩu nghiệp lành, ý nghiệp lành, tất nhiên chúng ta tạo nghiệp, nghiệp thiện. Còn thân nghiệp dữ, khẩu nghiệp dữ và ý nghiệp dữ, tức là chúng ta tạo nghiệp bất thiện. Do vậy hôm nay chúng tôi sẽ giảng giải bài pháp có tựa đề là Báo thời của nghiệp, tức là nói đến cái thời gian trổ quả của những cái nghiệp mà chúng ta làm. Kính thưa quý vị, trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng Sabbe Sata Kammada Yada Kamma Yoni Kamma Banthu Kamma Patisarano Dân Kammang Karisamiti. Đây là một câu kinh tiếng Phạn Đức Phật Ngài dạy. Dịch nghĩa ra là chúng sanh có nghiệp là của mình, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ y cứ, nghiệp phân chia chúng sanh thành ưu thắng và hạ liệt. Như vậy Đức Phật Ngài dạy chúng ta không có cái gì cả mà chỉ có cái nghiệp là của mình. Thân này thì không phải của mình, nhà cửa không phải của mình, chồng con không phải là của mình, nhưng mà nghiệp mới là của mình. Đức Phật Ngài tại sao gọi nghiệp là của mình? Bởi vì cái nghiệp này nó sẽ chi phối phân chia mình thành những cái ngũ uẩn tốt hay là ngũ uẩn xấu. Theo quan niệm của đạo Phật, các pháp sanh ra đều có nhân duyên. Cái câu mà của Ngài A Sa Chí giảng cho thanh niên, giảng cho Ngài Xá Lợi Phất lúc là còn là một cậu thanh niên đi học đạo, gặp trưởng lão A Sa Chí mới hỏi rằng là Ngài tu theo cái pháp nào mà thấy lục căn của Ngài thanh tịnh quá, phẩm hạnh của Ngài tốt đẹp. Thì Ngài A Sa Chí chỉ nói được một câu rằng là chư pháp tùng duyên sanh, diệt pháp tùng duyên diệt. Có nghĩa là các pháp sanh ra đều có nhân duyên, và khi nhân duyên đó diệt thì pháp đó diệt. Đây được gọi là lý duyên sinh của nhà Phật. Thuyết luân hồi của chúng ta phải dựa vào lý duyên sinh. Như vậy thì cái ngũ uẩn hay là cái ta đang ngồi ở đây là do các pháp hay là các nhân trong nhiều đời nhiều kiếp mà nó tạo ra. Bây giờ cái thành quả này muốn được tốt đẹp, tất nhiên phải từ cái nhân tốt đẹp. Mà nếu như từ cái nhân xấu thì cái thành quả này sẽ xấu. Cho nên mới có câu rằng là dục tri tìm thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là sao? Muốn biết đời trước mình làm những gì tốt hay là xấu thì hãy xem cái quả mình gặt ở trong đời này. Chẳng hạn cái quả mình gặt trong đời này toàn là những cái chướng duyên, toàn là những cái nghiệp xấu, toàn là những cái quả xấu, tất nhiên chúng ta thừa biết đời trước mình không có làm lành, mình không có tạo nghiệp lành, mình tạo toàn là nghiệp xấu. Như vậy thì không phải là Thượng Đế hay Trời Phật nào phạt mình, mà chính mình tạo những cái nghiệp chẳng lành, cho nên bây giờ mình gặt cái quả vậy. Tại sao có người thì họ đẹp hơn mình, họ có nhiều phước hơn mình, họ gặp nhiều cái thượng duyên hơn mình thì không được như họ? Thì tất nhiên mình biết rằng đời trước mình dụng đường tu. Tu tức là mình làm lành, tu tức là hướng thiện, mà mình dụng đường tu quá, cho nên bây giờ cái quả nó trổ cho mình chẳng lành. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Bây giờ quý vị có muốn biết đời sau mình sướng hay khổ không? Muốn biết đời sau mình vui hay là khổ? Muốn cái gì? Thì hãy xem cái nhân
mình tạo trong đời này. Dục tri lai thế quả, tức là muốn biết đời sau mình có những cái quả gì. Kim sanh tác giả thị, thì hãy xem cái đời này. Chúng ta nghe giảng sư trình bày cái ý pháp. Bây giờ đời này mà quý vị cứ đi chùa Liên Trì mà nghe pháp thì mà chúng ta không nhớ hết. Kinh. Nhưng mà tất nhiên đời sau là quý vị sanh về cung trời có diện tích là mấy do tầng, mà mỗi do tầng là 16 cây số, rồi có cung vàng điện ngọc toàn là nạm bảy châu báu ngọc ngà không, đúng không? Còn mà đời này mà không chịu đi chùa, không chịu làm phước, không chịu tu, đời sau sanh ra cái chòi lá cũng có ở. Mà nghe nói bên đây thì ở Úc này nghe nói chòi lá quý hơn là nhà lầu. Thật sự ra thì cái phước, nhưng mà cái người có hưởng được phước hay không nữa mới là quan trọng. Nếu như mình tu mà bằng một cái tâm không vui, cái gì nhớ, tu mà bằng một cái tâm không vui, đi chùa mà không có hoan hỷ, làm phước mà không hoan hỷ, đời sau sanh ra có của mà hưởng không được, cái tâm mình nó phiền não. Quý vị phải tạo tam nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, nhưng phải ý nghiệp nữa. Cái lòng mình phải vui nữa. Ví dụ mình ngồi nghe pháp, tất nhiên là mình đang tạo cái nhân phát sanh trí tuệ, nhưng mà mình không vui, không vui, phiền não trong lòng. Mình đến chùa Liên Trì, mình phát tâm cúng dường Tam Bảo đến thầy trụ trì, cúng xong về nhà nghe người này nói này, nghe người kia nói kia, hoặc là hối tiếc của cái, không vui. Đời sau sanh ra tất nhiên là có của, nhưng mà tâm đầy phiền não. Cho dù quý vị ở trong cung vàng điện ngọc, biệt thự nhà đẹp, nhưng mà lòng quý vị có vui không? Không vui. Còn cái người ta làm phước ít hơn, nhưng mà lòng ta vui, ta ở chòi lá thôi, nhưng mà an lạc, thảnh thơi. Quý vị hiểu ý chúng tôi nói không? Tức là chúng ta phải có cái tâm thí nữa. Ngoài cái vật thí ra, còn phải có cái tâm thí nữa. Cái tâm thí phải hoàn hỷ. Mình làm thiện là phải hoàn hỷ. Tại cái chủ trương thiết thực của Đạo Phật là hướng thiện. Khi mình làm lành, quý vị phải hoàn hỷ. Ngoại trừ làm ác thì mình nó không nên quan hệ. Bởi vì quan hỷ làm thiện nhiều thì phước nó tăng lên. Mà làm ác mà quan hỷ thì tội nó không tăng lên. Thí dụ người ta làm ác mình thấy mình vỗ tay mình cũng mang nghiệp. Mình thấy người khác làm phước mà mình tùy hỷ, xa thú lành thai, quan hỷ với cái phước người ta thì mình cũng có phước. Cái ý là như vậy. Kính thưa quý vị, nói vấn đề nghiệp báo thì được xem giống như là một cái nền tảng kiên cố của Đạo Phật. Nó nói về cái thiết nhân sinh luân hồi của con người này. Trở lại cái đề tài mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, chúng tôi sẽ trình bày cái cách trổ quả theo thời gian của nghiệp. Ở đây kính thưa quý vị, trong kinh dạy rằng mỗi hành động hay việc làm nặng nhẹ do nơi dòng tư tưởng mạnh yếu của sự phản ứng trổ quả chậm hay là mau khác nhau. Cũng giống như mình trồng cái cây vậy đó, có những loại cây thì cho trổ quả nhanh, có những cái loại cây thì phải thời một thời gian nó mới cho trổ quả. Như có người tạo nên một hành động thì gặt hái hậu quả liền tức khắc trong đời này thì gọi là quả nhãn tiền. Có người hành động mà không thấy gì, đến đời sau mới lãnh hậu quả thì đó gọi là cách một đời, hay còn gọi là sanh báo nghiệp. Tức là phải tái sanh ra cái đời sau á, thì nghiệp nó mới trổ ra. Thì cái nghiệp này được gọi là sanh báo nghiệp. Tức là cái hành động này nó sẽ đợi cái kiếp sau nó mới trổ. Đời này nó không trổ. Cho nên có nhiều người nói thưa sư, con nghe các sư, các thầy dạy cho con nhân quả nghiệp báo, làm lành thì ắt có quả lành, làm ác thì ắt có quả khổ. Mà con thì đi chùa làm nhiều việc lành, nhưng mà sao cho con vẫn khổ. Còn cái người con biết cái kìa, làm to là gì ác không à, mà sao họ vẫn sướng. Như vậy thì nhân quả nghiệp báo ở chỗ nào? Thì hôm nay quý vị nghe cái bài này, quý vị sẽ thấy được rằng là báo thời của nghiệp, tức là nghiệp hay hành động nó cũng có cái thời gian trổ quả của nó. Rồi có những người, kính thưa quý vị, hành động cho đến kiếp sau nữa, tức là đời thứ ba đó. Đời này là một nè, đời sau là đời thứ hai, nó không trổ luôn, nhưng phải đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, dài về sau nữa nó mới trổ, thì gọi là hậu báo nghiệp. Và có những cái hành động, kính thưa quý vị, mình làm
mà nó không cho ra quả luôn, thì cái đó gọi là vô hiệu nghiệp. Thì hôm nay kính thưa quý vị, ở trong cái bộ Quý Xuất Thí Mắt Gáp được dịch là Thanh Tịnh Đạo, giải về cái thời gian trổ quả của nghiệp, nó có bốn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị trong cái nội dung của bài pháp này. Thứ nhất là hiện báo nghiệp. Thứ hai là sanh báo nghiệp. Thứ ba là hậu báo nghiệp. Thứ tư là vô hiệu nghiệp. Như vậy chúng ta có cái thời gian trổ quả có bốn cái thời kỳ. Những cái hành động nào mà trổ ngay trong đời này thì gọi là hiện báo nghiệp, tức là hiện tại, trong đời hiện tại này, hay còn gọi là quả báo nhãn, nhãn tiền. Có những cái hành động mình làm thiện hay ác, đời này nó không trổ, mà đợi kiếp sau trổ, thì gọi là sanh báo nghiệp. Có những cái nghiệp mình, hành động mình làm, phước cũng như tội, mà đời này nó cũng không trổ, rồi cái đời thứ hai nó cũng không trổ, từ đời thứ ba nó trổ riết cho tới khi nào mình giải thoát niết bàn thì thôi. Thì cái đó gọi là hậu báo nghiệp, tức là trả quả về sau. Có những cái hành động mình làm thì không có trổ quả luôn. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày bốn cái thời gian trổ quả của nghiệp. Mong rằng bài pháp này mang đến cho quý vị một cái tri kiến chân chánh, hiểu về nhân quả nghiệp, nghiệp báo. Nếu nắng quá thì xin thầy trụ trì cho phép Phật tử mình dồn dồn qua ngồi kéo cái chiếu vô cái đường đi đó. À, hay là mình kéo cái chiếu sắt vô đường đi, mình ngồi sắt vào đây chứ. À, có mấy cái dù kéo qua. Thấy Phật tử ngồi nghe pháp mà sư cũng đau lòng quá. Sư nói thì sư thì ngồi cao, có ghế, rồi mát mẻ. Thấy quý vị ở dưới nắng quá, chúng tôi cũng xin phép khoảng một phút hai phút để quý vị sửa rửa lại cho mọi. Và mong chư thiên gia hộ cho thầy trụ trì sẽ làm một cái giảng đường to hơn, mát mẻ hơn trong tương lai gần, không có xa. Cầu nguyện cho Phật tử quan hỷ hộ độ cho Tam Bảo chùa Liên Trì ngày một phát triển hơn. Nếu có duyên lần sau chúng tôi trở qua, chúng tôi không có ngừng nửa chừng nữa để mà dời chỗ cho quý vị ngồi cho mát nữa, mà chúng tôi sẽ thuyết pháp xuyên suốt từ đầu đến cuối luôn. Xin quý vị quan hỷ cho. Rồi bây giờ chúng ta an tịnh thân tâm để tiếp tục trở lại cái bài pháp hôm nay. Quý vị nghe pháp phải cố gắng tập trung lắng nghe cái lời của vị giảng sư trao truyền. Đây là một cái hình thức truyền thừa, mà theo Kim Cang Thừa đó, người ta nói rằng là truyền thừa từ những cái pháp ở một vị thầy sang với người khác. Mà quý vị muốn nhận được những cái sự truyền thừa này thì buộc lòng quý vị phải tập trung, không phóng tâm, không nói chuyện, không suy nghĩ, mà nên hướng về nơi giảng sư để chúng ta nghe giảng sư trình bày cái ý pháp, cái lời pháp để mà chúng ta theo dõi, chúng ta hiểu được. Mặc dù chúng ta không nhớ hết, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được cái ý của cái nội dung của bài pháp này. Chúng tôi xin lặp lại, hôm nay chúng tôi giảng bài pháp có tựa đề là báo thời của nghiệp, tức là nói về cái ý nghĩa hay là cái cách thời gian trổ quả của nghiệp. Nghiệp là những cái hành động xuất phát từ chính bản thân mình, có bốn cái. Thứ nhất là hiện báo nghiệp. Ở đây kính thưa quý vị, hiện báo nghiệp theo tiếng Pali là Ditta Dharma Vedaru Yakamma, có nghĩa là nghiệp được cảm thọ quả ngay hiện tại. Đó là phản ứng của nghiệp ngay trong kiếp sống hiện tiền. Người ta thường gọi là quả báo nhãn tiền. Ở đây kính thưa quý vị, nói về hiện báo nghiệp, nếu là thiện á, là hiện tại sẽ cho ra kết quả an vui. Nếu mà hiện tại mình làm những hành động thiện á, thì tất nhiên nó sẽ cho ra kết quả an vui. Nói đến trường hợp này thì chúng tôi nhớ một câu chuyện của ông Bà La Môn tên là Phát Tá Phan Tí Cát. Ở tại thành Varanasi, thời kỳ Đức Phật có cái thành Varanasi, có một người làm công cho ông trưởng giả tên là Ganh Thác. Suốt 3 năm trường chỉ đổi lấy một cái bữa cơm sang trọng của bậc trưởng giả. Tức là cái người làm công này, ông sống giai cấp thấp, ông thấy cái bữa cơm của ông mấy ông người giàu ăn, ông trưởng giả ăn, ông thèm, ông thích. Ông đến một ông trưởng giả tên là Ganh Thác để ông ta xin làm công 3 năm, không lấy tiền, chỉ đánh đổi lại một bữa ăn của một vị trưởng giả.
Kính thưa quý vị, sau 3 năm làm việc cực nhọc siêng năng, không một chút lỗi lầm, đến cái ngày cuối cùng, cái vị quản gia đó mới báo cho trưởng giả biết là hôm nay cái ông Phát Tá Phát Tí Cá này được tận hưởng một bữa ăn sang trọng mà phải đổi lấy bao nhiêu là cực nhọc trong suốt 3 năm ròng rã. Và ông đang hồi hộp chuẩn bị để thưởng thức cái bữa ăn đó. Cũng trong ngày ấy, đúng vào buổi sáng, từ núi Ganh Tha Ma Đá Ná có một vị Phật độc giác. Ngài vừa mới xả thiền diệt, Ngài xem xét coi cái người nào có hữu duyên với Ngài, thì Ngài xem xét thấy cái người làm công tên là Phát Tá Phát Tí Cá này sẽ có phước gặt hái được nhiều cái kết quả. Rồi Ngài đắp y mang bát ngự đến nơi cái đám đông mà đang chờ đợi một cái giây phút thiêng liêng của cái anh chàng làm công này được ăn một cái bữa ăn của người trưởng già. Đến chừng khi nhìn thấy Đức Phật độc giác thì cái ông Phát Tá Phát Tí Cá này hết sức hoan hỷ, nhịn ngay cái bữa cơm thèm khát từ lâu của mình suốt ròng rã 3 năm, mới bưng cái bình, xin cái bình bát lần và sang hết tất cả những cái thực phẩm mà ông ta đánh đổi suốt 3 năm trường cực nhọc để làm công để rồi đổi lấy. Và ông ta quỳ xuống trước mặt Đức Phật độc giác đảnh lễ Ngài, rồi cung kính xớt tất cả những phần cơm, những cái thực phẩm vào bát cho Đức Phật độc giác. Xong rồi ông ta quỳ xuống đảnh lễ một lần nữa, Đức Phật độc giác liền phúc chúc phước lành cho cái người thí chủ đó, rồi dùng thần thông ngự về núi. Tất cả mọi người ở đấy ai cũng thấy rõ ràng và chứng kiến. Lúc ông Phát Tá Phát Tí Cá xớt bát cho Đức Phật thì họ rất là hoan hỷ, rầm rộ khen ngợi cái hành động hy hữu đó. Ông trưởng giả Ganh Thá sau khi biết rõ cái sự việc này, ông trưởng giả Ganh Thá rất hoan hỷ và xin cái ông mà làm công mà 3 năm trời đổi lại bữa ăn chia phước cho ông. Sau khi chia phước cho ông xong thì ông ta mới chia phần nửa tài sản cho cái người làm công này. Ông ta thấy ông này quả thật đúng là cái người đại phát tâm, suốt 3 năm ròng làm công để đổi một bữa ăn, sau đó không ăn, thấy Đức Phật tâm hoan hỷ, cúng dường toàn bộ cái công sức của mình 3 năm đó đến cho Đức Phật độc giác. Ít lâu sau, tiếng đồn thấu đến tai vua. Vua cho mời Phát Tá Phát Tí Cá đến vào trong cung điện và ban thưởng cho ông ta 1.000 đồng tiền vàng. Quý vị thấy phước rõ ràng như vậy. Tức là việc lành, việc thiện thì trổ ngay trong cái đời sống hiện tại. Do cái sự bố thí cao cả đó và ban cho ông ta nhiều ngọc ngà châu báu, luôn cả cái chức cái vụ giữ kho. Như vậy thì ông ta trở thành cái người giữ kho giống như cái ông trưởng giả Ganh Thá vậy. Kể từ đó ông ta bỗng nhiên giàu có, nên người ta gọi ông ta là trưởng giả Phát Tá Phát Tí Cá. Chúng tôi muốn kể câu chuyện này là để minh chứng cho những cái hành động, những cái việc làm hay là những cái nghiệp mà nó trổ ngay trong đời sống hiện tại này. Một câu chuyện thứ hai, cũng trong thời kỳ Đức Phật, kể ra thì quý vị nghe dường như nó giống như thần thoại, là có hai ông bà la môn nghèo này, có hai ông bà la môn nghèo làm ruộng này. Thì ông chồng thì buổi sáng ra đồng làm ruộng, bữa trưa thì bà vợ bà mới làm những cái thực phẩm mang ra cho ông chồng. Nhưng mà khi bà ta đi đến nửa đường á thì gặp Đức Phật độc giác đi khắc thực trị bệnh, thì bà ta mới liền lấy cái phần ăn của ông chồng mình mới cúng dường đặt bát cho Đức Phật. Sau khi ra đến ruộng thì bà ta mới kể lại cho ông chồng nghe về cái quả phước mà mình may mắn gặp được Đức Phật để mà cúng dường. Ông chồng không có đức tin, may mắn là ông chồng có đức tin, ông liền hoan hỷ sa thú lành thay. Chứ gặp ông chồng khác mà tới bữa mà chưa có cơm ăn thì ông lại phiền, bực bội, sân hận, giận hờn. Rồi ông chấp nhận cho bà vợ trở về để làm cái phần ăn khác ra, mặc dù ăn trễ chút, hơi đói bụng, hơi sót ruột, nhưng mà lòng của ông bà la môn làm ruộng, hai chồng bà la môn rất là hoan hỷ. Sau khi dùng cơm trưa xong, hai ông bà la môn vào cái bóng mát nghỉ, nhờ cúng dường ngay cho Đức Phật độc giác vừa mới nhập thiền diệt xong 7 ngày. Cho nên cái quả phước trổ ngay trong đời sống hiện tại này. Sau giấc ngủ trưa đó, nguyên cái thửa ruộng của ông ta biến thành vàng. Nghe thấy giống như là thần thoại ha. Đến chừng mà nhiều người ta nghe ta đồn, cái ông vua trong thành đó, ông mới tới để mà ông nói cái vàng này là vàng của chính phủ, vàng của quốc gia. Cho nên mới cho xe đến tịch thu để mà trở về trong hoàng cung. Nhưng mà lạ thay, kính thưa quý vị,
khi mà nó nằm trong ruộng của hang Bà La Môn nghèo này thì nó là vàng, nhưng mà khi trở về tới hoàng cung thì nó biến thành thành đất. À, đây là một cái phước đặc biệt. Hãy đối với mình nó là vàng, nhưng đối với người khác thì nó là đất. Cái điều này ngày nay thì cũng giải thích được. Giống như ngày xưa chúng tôi đọc cái câu chuyện mà ông trưởng giả Anna Thái Bình Đi Cá, tức là ông trưởng giả cấp cô, cô đọc mà ông mua đất của Thái tử Kỳ Đà Chê Tá để mà cúng dường cho Đức Phật xây chùa Kỳ Viên. Mà quý vị biết nghe nói ông đem vàng đến ông trả hết đâu thì ông mua đâu. Cầm Thái tử hôm nay tôi không có biết ông đem hết của ông lên đây vàng bạc bao nhiêu, ông trải đến đâu thì tôi bán lên đó. Khi Thái tử Chê Tá vừa nói dứt lời, Thái tử Kỳ Đà, thì ông cấp cô độc này ông liền cho người chở vàng bạc cho báo đến trải đầy ra cái miếng đất của ông Thái tử Kỳ Đà. Trải đến đâu thì mua ngay cái miếng đất đó, trải đến đâu mua đến đó, trải đến đâu mua đến đó. Cho nên bây giờ quý vị cứ đem tiền là trải rộng ra, là cái chùa Liên Tri này nó rộng ra. Mình nghe kể chuyện giống như là thần thổi, nhưng mà bây giờ quý vị biết không, có những miếng đất á, nếu mà quy ra vàng á, như ở Việt Nam ở tại cái đường Hàm Nghi hay Lê Lợi đó, 46 lượng vàng một mét vuông. Quý vị đem vàng mà trải ra cán mỏng ra chừng 3 cây thành mét vuông rồi, mà anh này tới 46 cây vàng, 46 lượng vàng, còn hơn cả hồi xưa mình đọc. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ đọc cái câu chuyện nó nói cái này thần thổi chứ ai mà ngu đến mức độ mà đem đất mà đem vàng trải ra đến đâu mà muốn đó. Bây giờ quý vị biết có những cái miếng đất ta gọi là đất vàng, có những cái khu đất á là khu đất vàng, muốn mua nó không phải dễ, muốn mua nó không phải dễ. À, chúng tôi kể như vậy để chúng ta biết rằng có những cái nghiệp gọi là quả báo nhãn tiền. Cho nên cái nhiều người cứ nói sư con thấy anh này nó ác quá mà sao không có trổ quả cho anh, con thì ở hiền quá mà sao không trổ quả cho con. Tại mình không nằm ở trong cái nghiệp mà để trổ quả ngay trong hiện tại, mà mình phải nằm trong cái nghiệp gọi là trổ quả trong đời sau. Thí dụ như vậy. Kính thưa quý vị, đó là nói về thiện nghiệp. Còn nói về cái hiện nghiệp mà thuộc về ác á, thì ở đây có một câu chuyện trong Phật giáo mà chúng tôi trích ra để kể cho quý vị nghe. Chuyện hiện nay quý vị nghe nhiều rồi, quý vị tập nghe cái chuyện từ đời xưa, mặc dù thì nghe thì nó hơi giống như thần thoại, nhưng mà thực chất ra hả, nó là những cái câu chuyện mà rồi dần dần chúng ta sẽ thấy đạo Phật nó phù hợp với cái thời của khoa học này. Ngày nay có những khu đất được gọi là khu đất vàng, vàng mà trải ra mua không nổi, đừng có nói chi mà thời kỳ mình nghe có một đọc đem vàng anh đâu trải ra mua anh đó, mình nghe nói trời ơi giống như chuyện thần thoại Hy Lạp quá, nhưng mà thực chất ra ngày nay nó đã thấy rõ như vậy. Câu chuyện thứ hai là chúng tôi muốn kể đến một cái người làm việc ác mà bị trổ quả ngay trong hiện tại. Đó là có anh, một người kia có cái tên là Nanda Gatha Taka. Anh chàng này anh làm cái nghề hàng bò, tức là chuyên môn giết bò để bán thịt. Rồi anh ta bán thịt bò tươi để mà nuôi sống. Đã hơn 50 năm trong nghề rồi, vì đã từng dùng thịt thường mỗi bữa, dùng thịt bò thường mỗi ngày, cho nên mỗi bữa ăn ông ta đều phải có thịt bò. Một ngày kia vợ ông ta mới bán hết thịt đi, những cái phần mà con bò mà làm bán hết đi, không còn đủ thịt để cho ông ta ăn trong cái bữa cơm, không có thịt bò. Nên ông ta giận không dùng cơm, đùng đùng cầm con dao liền ra khỏi chuồng bò, đè con bò sống xuống cắt lấy cái lưỡi, bảo vợ đem vào nướng rồi ngồi chờ chín để ăn. Khi vợ ông ta nướng xong mang lên, ông lấy dùng ngay. Khi miếng thịt bò chưa xuống đến dạ dày, vừa qua khỏi lưỡi chưa xuống dạ dày thì quả nghiệp đã phát sanh, tức khắc cái lưỡi của ông ta liền đứt lìa rớt xuống cái mâm cơm. Ông ta la khóc như tiếng bò rống vậy, chịu vô cùng khổ sở. Sau đó ông ta chết, sanh vào địa ngục A Quỷ Trì, tức là địa ngục vô gián. Đây là trường hợp mà chúng ta thấy hiện báo nghiệp ác trổ quả ngay trong hiện tại. Ác quá là bằng cái tâm quá mạnh, cho nên là quả ngay trong hiện tại. Như vậy chúng ta thấy qua hai cái trường hợp, cái người làm công phát tá phát tí cá và cái người bán thịt bò tức là nanh đá, chúng ta thấy đều do cái quả hiện nghiệp, tức là nghiệp trổ quả ngay trong hiện tại này. Họ làm việc đều to tát và mạnh mẽ, khiến cho cái mãnh lực dòng tư tưởng của họ đó, nếu là thiện thì tối thiện,
Mà nếu là ác thì tối ác. Do đó cái chập động lực tâm của họ đó rất là mãnh liệt, nên cho quả ngay trong hiện tại này. Kế đến là chúng tôi sẽ giảng cái thời gian trổ quả thứ hai mà quý vị hồi nãy chúng tôi có nhắc, quý vị có nhớ không? Đó là sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp là sao? Nó từ cái chữ Pali là Upacca Vedanīya Kamma. Cái nghĩa của cái từ Pali này là nghiệp được cảm thọ quả khi tái sanh. Tức là khi mình chết rồi mình tái sanh thì cái đầu nghiệp nó mới trổ quả. Có những người, kính thưa quý vị, hành động trong hiện tại mà kết quả trong đời thứ hai, tức là đời sau. Giống như bây giờ mình nói thôi, kiếp này mình ráng tu để kiếp sau mình sanh vào cái nơi nào đó an lạc hơn, mình sanh ra cái thân ngũ quẩn tốt đẹp hơn, mình sanh ra cái cảnh giới vui hơn, chứ là cõi trời vân vân. Có nhiều người trong đời sống này làm người, nhưng mà sau đời sống này sanh làm chư thiên hay làm trời, hoặc sanh làm người thì người rất là có phước. Thì những cái nghiệp đó gọi là sanh báo nghiệp. Cho nên mà cái thường là chúng tôi thấy đa số Phật tử chúng ta thì nằm trong cái trường hợp này. Có nghĩa là mình làm nhưng mà không đủ động lực để mà trổ ngay trong hiện tại này. Hoặc là cái đối tượng mình cúng dường thời nay nó ít quá đi. Chẳng hạn như Đức Phật độc giác hoặc là Đức Phật chánh đẳng giác thì thời nay mình kiếm không có, mình không có phước. Mình chỉ cúng cho những vị tăng mà thuộc dạng phàm tăng, những vị đang tu trên con đường thực hành lời dạy của Đức Phật. Cho nên rồi cái tâm mình cũng không mạnh. Vì vậy mà để có được cái động lực mạnh cho trổ quả hiện tại thì quả thật thời nay khó. Cho nên chúng ta phải nằm trong cái dạng thứ hai là gì? Sanh báo nghiệp. Quý vị nhớ câu này. Cho nên mình cứ ráng mình tu. Nhiều khi mình tu hoài mà không thấy quả đâu. Nó chán quá, sư ơi, sư dạy con làm phước có phước, mà con làm phước hoài mà không thấy phước đâu hết. Có nhiều người hay còn nói vui rằng cái sư ơi, thời nay á, ở ác thì sống dài, ở hiền thì chết sớm. Có nhiều người đến gặp chúng tôi nói vậy, nó sao thế này nó ác quá trời ác mà sao sống hoài, còn cái anh kia anh hiền lắm sư ơi, ai nhờ gì cũng làm, chùa có lễ là anh vô, anh công quả liên tục làm vậy đó mà sao mà anh bệnh nghiệp chết sớm. Cho nên có nhiều người không hiểu, anh nói sư ơi, ở ác sao sống dai mà ở hiền sao thấy anh hiền muốn chết thì đó, thương lắm, ai cũng quý, ai cũng thương hết á, ai gặp cũng quý cũng thương, mà sao anh vắng số quá sư, đi sớm quá, chết sớm quá, tội. Cho nên người ta mới nói một câu là ở ác thì sống dai, ở hiền chết sớm. Thì quay về nói vậy, cô muốn ở sống dai thì cô ở ác đi, không dám, ở ác thì sợ mà thôi. Cho nên tôi mới khuyên quý vị một câu rằng là ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau, đọc theo để an ủi, với an ủi của mình. Đi chùa tu hoài mà lấy sao mà quả nó không chịu trổ, thì nhớ câu này, đọc theo. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Thì cái giấy an ủi này được không? Nhà không có buồn không? Thấy không? Buồn chi? Làm lành là cái chủ trương của đạo Phật. Mà làm lành hoài mà quả nó không trổ là biết là mình không có được hiện báo nghiệp, mà mình nằm ở trong cái sanh báo nghiệp. Đọc lại lần nữa cho quan hỷ. Ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này không hưởng để dành kiếp sau. Thấy nhẹ không? Chứ nhiều khi cũng oan ức quá đi, nhân quả nghiệp báo đâu rồi, sao không trổ cho cái anh kia, anh ở ác quá đi mà cho anh gặp bạo quả báo đi, còn sao anh này nó hiền quá mà anh toàn là gặp. Ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật đã giải thích cái vấn đề này. Cái anh mà ở ác mà còn có phước đó là cái phước dư thừa, là thuộc dạng hậu báo nghiệp của anh ta. Sau này quý vị sẽ nghe tới cái phần thứ ba là hậu báo nghiệp. Còn cái anh mà anh ở hiền á, mà anh chưa có quả trổ, chưa có phước trổ, là bởi vì nó nằm ở trong cái thời gian trổ quả thứ hai và thứ ba, tức là đời sau ảnh hưởng. Nếu đời sau ảnh hưởng thì đời thứ hai trở đi về sau nữa thì anh mới hưởng. Kính thưa quý vị, về cái trường hợp sanh báo nghiệp này cũng có hai: nếu là thiện thì đời sau được an vui, còn nếu là ác thì đời sau sẽ bị quả khổ. Trong cả hai tư cách sanh báo nghiệp này thì có khi nhất định và có khi bất định. Phần ác á, nếu người phạm vào ngũ nghịch đại tội, ví dụ người nào mà hành ác trong ngũ nghịch đại tội, thì trong kinh Đức Phật dạy có 5 cái tội nặng nhất.
gọi là ngũ nghịch đại tội. Thứ nhất là giết cha mình, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là làm chảy máu Phật, thứ năm là chia rẽ tăng. Ví dụ tăng đoàn đang đoàn kết mà mình hả đi qua đây nói một chút, đi qua kia nói một chút cho tăng chia rẽ, tội này nặng lắm, tăng nặng lắm. Cho nên những người mà phạm vào ngũ nghịch đại tội á thì kiếp này nó mới đoạn, nhưng mà cái đời sau của mình chắc chắn là đọa vào vô gián địa ngục. Mà giết cha giết mẹ mà giết nhầm vị A La Hán, giết nhầm vị giải thoát á, hoặc là chia rẽ tăng thì tội nặng nề lắm. Đức Phật nói năm cái tội này nên tránh đi, bởi vì sanh báo nghiệp nó chắc chắn, nó nhất định nó trổ cho mình. Có những cái thì nó bất định là có thể trổ hoặc không. Ví dụ như những cái thiện nghiệp mình làm đời này đời sau mà có thể sanh lên cõi của trời, còn những cái ác nghiệp đời sau nó trổ hoặc nó không trổ, nó qua cái hậu báo nghiệp. Còn cái năm tội này là thuộc dạng nhất nhất định, phạm vào nó là kiếp sau chắc chắn là xuống hạ địa ngục. Kính thưa quý vị, nói đến đây chúng tôi nhớ là một cái sự tích ở trong kinh nói về sanh báo nghiệp thiện như sau. Thở ấy tại thành Sa Quá Thi, ở thời Đức Phật có cái thành Sa Quá Thi lớn, cái chùa Kỳ Viên cũng nằm trong cái thành Sa Quá Thi. Có một cậu thiếu niên tên là Mắt Tắc Quân Đá Lý, con trai của một ông bà La Môn Hà Tiện, bổn sẻn đó. Ông này không hề bố thí cho ai một chút gì, cho đến khi vợ con, cho đến cả vợ con trong nhà ông ta cũng không muốn cho nữa. Một ngày nọ, cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý là lâm bệnh nặng, gần chết. Ông bà La Môn này sợ nhiều người đến thăm tốn kém, cho nên bèn sai người đem cậu con trai Bạc Phước này ra để nằm ở ngoài mái hiên nhà. Tội chứ. Trong ngày ấy Đức Phật vào buổi sáng, Ngài mới xem xét có chúng sanh nào có hữu duyên để Ngài tế độ. Cho nên bây giờ mình rác, mình tu, mình tạo duyên để chi không? Cho dù là cái đời đó mình sanh ra mình có khổ cái nào mà có duyên với Đức Phật. Tất nhiên Đức Phật Ngài ra cái Phật nhãn của Ngài coi, anh nào trong đời này trước có từng niệm Phật nè, từng lại Phật nè, từng tu Phật nè, Ngài độ. Mà chúng sanh thì vô số, mà trong cái thời kỳ Đức Phật ra đời ai có phước lắm thì mới hiện lên, mà mình hiện lên mình có một chút duyên với Đức Phật là Đức Phật tế độ liền. Nhớ nghe, chúng sanh thì vô số mà người tu thì ít, cho nên mình lọt vô, mình ở bất cứ hang cùng ngõ hẻm Đức Phật cũng độ. Thậm chí mình đang bệnh như cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý này, Đức Phật dẫn đến độ. Chúng ta nghe tiếp câu chuyện. Sau khi thấy cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý này có duyên, Ngài mới đi đến cái ngôi nhà của cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý đang nằm. Và cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý này vừa thấy Đức Phật đến, liền phát cái niềm tin nơi Ngài và hoan hỷ. Nhờ hoan hỷ vậy mà cậu ta chết sanh về cõi của trời. Câu chuyện diễn ra như sau. Khi thấy Đức Phật, Ngài liền mang y bát ngự đến trước nhà bà La Môn ấy. Cậu thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý say ra nhìn thấy Đức Phật, cậu nói thầm rằng: ta vì mắt ông cha mù quáng si mê, thành ra không có cơ hội để đến gần Đức Phật để mà hầu hạ cúng dường và thính pháp. Bây giờ mai gặp được Đức Phật ở đây, nhưng tay chân thì bị tê liệt rồi, không cử động được. Thế rồi cậu mới suy nghĩ, đem hết cái niềm tin thanh tịnh hướng về Đức Phật với một cái tâm tư vô cùng hoan hỷ. Đức Phật hiểu được và bảo rằng: thôi bấy nhiêu đủ rồi. Và Ngài bắt đầu ngự đi, tức là Ngài để cho thanh niên Mắt Tắc Quân Đá Lý nhìn thấy Đức Phật, để mà đem hết cái lòng tịnh tâm hoan hỷ hướng về Đức Phật. Bây giờ anh ta đang bệnh nặng, tay chân thì nằm liệt giường không nhúc nhích được, nhưng mà Đức Phật đã đủ rồi, như đó đủ rồi. Khi cậu thiếu niên nhìn theo mãi cho tới khi hình bóng của Đức Từ Phụ biến mất khỏi tầm mắt của anh ta, khi tâm anh cậu ta đang trong cái trạng thái thanh tịnh trong sạch như vậy thì tắt hơi thở, như một người ngủ vừa thức giấc. Cậu ta tái sanh về cõi trời ở trong một cái tòa kim ốc rộng đến 30 do tầng, được nạm 7 loại ngọc châu báu. Thì quý vị thấy, một người đang bệnh sanh trong một cái gia đình ông cha thì hà tiện, nhưng mà nếu có duyên với Đức Phật dẫn đến để cậu ta nhìn thấy và khởi lên cái tâm quan hệ. Và ở chỗ này chúng tôi muốn nhắn một điều, thưa quý vị, rằng khi mà sắp sửa lâm chung, tức là lúc cận tử, là trước khi chết, là quý vị nhớ phải niệm Phật, nhớ những cái hình ảnh mà quý vị đi chùa, đừng bao giờ nhớ những cái hình ảnh ác nào khác, phải nhớ ngay những cái hình ảnh thiện. Bởi vì theo quan niệm của Phật giáo, định đoạt đời sau của mình thì ngay cái chập tâm động lực cận tử, nếu lúc đó quý vị nghĩ về ác,
tất nhiên là quý vị sanh xuống cõi khổ ngay. Cho dù là trong cuộc đời này quý vị có tu nhiều cỡ nào, nhớ điều này. Có những người quý vị biết cả đời họ tu, nhưng mà khổ một cái gần chết thì họ nhớ một cái lỗi lầm nào đó, liền tức khắc họ đòi vào cõi khổ. Họ phải trả một số nghiệp, khi phước họ nhiều thì họ mới sanh trở lên. Cho nên cái giờ phút cận tử rất là quan trọng. Theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền á, đặc biệt các cái nước theo Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì người ta tụng kinh cho cái người sắp chết chứ không phải tụng kinh cho người đã chết. Khi một cái người thân mình sắp chết cận tử lâm chung, một là họ lấy cái chiếc y, họ căng ra phía trước mặt người đó, để người đó nhìn thấy cái y vàng, nhớ là những cái thiện nghiệp mà mình đã làm trong lúc còn khỏe, khỏe mạnh. Hoặc là đem cái hình Phật treo trước mặt người đó. Hai là nhắc nhở người đó niệm Phật. Thì giờ lúc đó rất là cần. Nếu có được chư tăng đến tụng kinh nữa thì tuyệt vời. Theo cái phong tục của người theo đạo Nguyên Thủy thì họ không phải đợi chết rồi mới đến tụng kinh. Bởi chết là tục sinh rồi. Tục sinh rồi là có cái trường hợp là tục sinh vào cõi khổ. Thường thì mình chết mình tiếc cái gì? Nhà cửa. Tiếc cái gì? Tiền bạc. Tiếc cái gì? Thân bằng quyến thuộc, quyến liếng. Thì đa số chết là một cái loài ngạ quỷ khổ, thì mới có cái tình trạng là cúng thất bảy lần. Cúng thất bảy lần để cho con ngạ quỷ đó nó nghe kinh, nó hiểu được để mà nó buông bỏ đi, để mà nó tục sinh đi nơi khác. Cho nên mình nói là chưa tái sinh là vậy, nhưng thực chất lúc đó đã là một cái thân xác ngạ quỷ rồi. Quyến liếng cái thân có ở trong cái nhà đó, quyến liếng căn nhà đó, có ở lại căn nhà đó, sanh làm có loại phi nhân ngạ quỷ đói bằng tâm tham. Cứ nhìn vô cái xác thân đó, nhìn vô trong cái căn nhà này, nhìn vô thân bằng quyến thuộc, con cháu đó có tiếc hoài, nhớ hoài, luyến hoài. Thì các thầy đến tụng kinh cầu siêu tụng cái gì biết gì không? Tụng những cái bài kinh động tâm, khuyên cái người đó, họ nghe được, họ đứng ngoài họ nghe được, là bỏ đi, buông ra, không dính mắc nữa, để mà tái sanh cõi khác. Tụng 7 lần như vậy thì 7, 7, 4, 9 ngày thì hy vọng cái hồn nó mới tái sanh. Thì mình gọi là cái hồn mà tái sanh đi, thực chất là chúng sanh đó họ buông bỏ rồi họ mới đi. Tại ngạ quỷ thì họ có thể, cái tuổi thọ của họ, cái trả nghiệp của họ có thể là họ có thể trong vòng 7 bữa hoặc là 7 lần họ chết. Để rồi khi chết bằng một cái tâm buông bỏ, để rồi họ mới thoát ra khỏi cảnh ngạ quỷ. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài, cái đó chúng tôi nói thêm một chút. Thì trở lại cái câu chuyện của chàng thanh niên mắt tắc quân đá lý này, thì chúng ta thấy nhờ nhìn thấy Đức Phật trong lúc sắp sửa chết mà tâm anh ta hoan hỷ, ngay cái hành động đó, cái tư tưởng đó giúp anh ta hưởng ngay cái sanh báo, báo nghiệp đời sau sanh ra lên cõi, cõi trời. Kính thưa quý vị, một cái trường hợp gọi là sanh báo nghiệp ác, sanh báo nghiệp ác để rồi đời sau phải trổ quả. Ở đây là nói đến một vị tỳ khưu trong Phật giáo, đó là ông Đề Bà Đạt Đa. Trong thời kỳ Đức Phật có cái gì Đề Bà Đạt Đa, chắc quý vị có nghe ha. Đề Bà Đạt Đa thì Đề Bà Đạt Đa tu trong Phật giáo chứng được tứ thiền ngũ thông rồi, tuy nhiên vẫn còn phàm, bởi vì đắc thiền thôi chưa đắc đạo. Cho nên ông ta vẫn còn danh vọng, tài lợi, quyền thế làm cho ông ta mờ mắt đi. Ông ta mới xúi đức vua A Xà Thế đó, tức là A Cha Đa Sa Tú, là cái người mà có duyên với ông ta đó, là hãy giết phụ vương của mình đi để mà đoạt ngôi, còn riêng ông ta thì cố gắng giết Đức Phật để mà thay đổi cái vị trí của Đức Phật, để mà lãnh đạo tăng chúng. Trong thời kỳ Đức Phật á, chúng tôi kể nguyên câu chuyện này là câu chuyện trong thời kỳ Đức Phật thôi, trong kinh kể lại chúng tôi đọc và chúng tôi kể cho quý vị nghe. Thoạt đầu thì ông ta sai Thích Khách á đi giết Đức Phật, ông ta mướn người đi giết Đức Phật, nhưng mà không thành. Sau đó ông ta mới thả con voi điên tên là Nalagiri. Con Nalagiri này là một cái con voi mà nó ra chiến trường nó giết người của ông vua A Xà Thế, không mượn. Mà khi mà chiến trận với nhau thì ông A Xà Thế này ông mới cởi cái con voi này ông ra chiến trường để mà ông giết giặc. Thì ông Đề Bạc Đa này ông nhiếp phục ông vua này rồi, ông mới nói cho mượn con voi đó cho nó uống rượu đi. Mà con voi nó đã từng giết người mà đã uống rượu nữa thì nó gặp Đức Phật rồi nó giết ngay. Nhưng mà mai sao phước Đức Phật lớn quá, cho nên khi con voi na ra cái lý nó thấy Đức Phật đi trì bình, khi thả con ra voi ra thì con voi ra nó quy phục đức trọng, nó quỷ thần kinh. Còn mình cho con voi chắc nó siết chết quá, tại con voi nó từng giết bao nhiêu là giặc rồi, mình thì nhầm nhò gì. Nhưng mà may mắn là Đức Phật, bởi vì theo cái tục truyền á, Đức Phật chánh đẳng giác thì không thể nào chết trong kiếp đó được, khi nào ngài hết tuổi thọ thì ngài mới chết.
dữ lắm là làm ngài chảy máu mà thôi. Ai mà sát hại ngài dữ lắm chỉ có thể làm chảy máu Đức Phật, thì Đức Phật không thể chết Bát Đắc Kỳ Tử như mình được. Mình là chết Bát Đắc Kỳ Tử để mình còn nhiều cái nghiệp ở trong lòng con người mình. Kính thưa quý vị, rồi ông ta tiếp tục leo lên núi phía trên á, con đường đi kinh hành của Đức Phật, rồi ông ta mới lăn cái tảng đá to xuống với mục đích là đè cho Đức Phật chết. Nếu quý vị nào có đi Phật Tích á, Ấn Độ, thì quý vị có đến cái Linh Thú Sơn, nơi di tích mà ông Đề Bạt Đa ông lăn cục đá, mà cục đá bây giờ nó to lắm, không biết nó có nổ rồi không, nó bự rồi khoảng 4 mét vuông nữa. Mà nghĩ ông Đề Bạt Đa xưa ông lăn nổ cục đá này cũng hay. Giống như bây giờ mình cái vực núi thì Đức Phật đi kinh hành ở dưới, ở trên nó có cái vực, ông mới canh Đức Phật đi qua lại ở trên nó mới lăn đá xuống. Thì cách giết người ngày xưa là vậy. Hồi xưa thành quách người ta mà quân sĩ tấn công vô thì không lăn đá xuống thì chết. Nhưng mà cái vực đá nó rớt xuống cái nó bể đầu mạnh, không trúng Đức Phật mà nó văng cái mảnh nó trúng cái chân của ngài, làm cho ngài chảy máu. Thì cuối cùng ông ta mới tìm cách chia rẽ tăng. Ông ta hại Đức Phật không được thì ông ta mới chia rẽ tăng để ông ta có được một số tăng đồ. Thì 500 vị tỳ khu mới xuất gia, tâm rất trong sạch, đang sống chung với tăng chúng, rồi ông Đề Bà Đạt Đa ổng mới lời này lời ra, rồi ổng mới dụ 500 vị tỳ khu thì đi theo ông ta đi, bởi vì có cái ông vua A Xà Thế ông hậu trì vật chất rất là nhiều. Và thật sự lúc đó đó, ai đi theo Đề Bà Đạt Đa thì bơ sữa đường vật dụng nói chung là các thứ ông vua A Xà Thế ông cho xe chở 500 cỗ đến mà cũng dừng, cho nên được đức vua A Xà Thế ủng hộ tài trợ, cho nên 500 vị tỳ khu phàm này mới tu mà thấy chỗ nào vật dụng nhiều, sống vật chất nhiều thích đi theo. Thì do cái ông ta đã phạm vào trong ngũ nghịch đại tội, cho nên ông ta đã bị đất rút vào trong địa ngục vô gián hết ức kiếp. Hiện nay Đề Bạt Đa đang ở dưới địa ngục. Mà cái quá trình tu tập của Đề Bạt Đa cũng rất là nhiều. Sau khi trả hết cái nghiệp đó đó, ông ta sanh lên trở thành một vị Phật độc giác. Thì nghiệp báo nó rõ ràng, nó phân minh. Có nghĩa là phước tu thì vẫn có, nhưng mà nghiệp thì vẫn phải trổ. Đừng có tưởng các thầy các sư tu mà thoát được nghiệp, không thoát được. Phước với thầy tu vẫn có, nghiệp với thầy cũng vẫn trả. Đừng có tưởng rằng quý vị nghĩ rằng là hôm qua mình lỡ tạo nhiều ác nghiệp rồi, hôm nay mình vào chùa để mình làm chút cho nó trừ bớt, không có. Nó không phải như cái chuyện buôn bán kinh doanh ở ngoài, cân đo đong đếm trừ qua xớt lại, không phải. Hãy phước thì vẫn được hưởng, mà tội thì vẫn phải trả. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói lên quý vị. Ở đây kính thưa quý vị, đó là những cái trường hợp sanh báo nghiệp. Chúng ta thấy sanh báo nghiệp là những cái nghiệp làm trong hiện tại mà thành tựu cái kết quả trong đời tiếp theo, đời kế mình, tức là cái đời thứ hai, tùy theo cái hành động thiện hay ác để chúng ta gặp cái quả vui hay là khổ. Thứ ba trường hợp gọi là hậu báo nghiệp. Hồi nãy thứ nhất là hiện nghiệp, hiện báo nghiệp. Thứ hai là sanh báo nghiệp. Thứ ba là hậu báo nghiệp, tức là nghiệp kết quả sau đời thứ hai và đời thứ ba trở đi. Nghiệp này có cơ hội trổ quả mãi cho đến khi nào chúng ta niết bàn mới hết. Nghiệp như là một con chó săn, nó đuổi mồi rượt theo kịp lúc nào thì nó cắn mình lúc đó. Tức là cái hình ảnh trong chú giải nói rằng là giống như con chó săn, con chó nó rượt theo mình thì chạy. Chẳng hạn như hiện nghiệp nó trổ không được, sanh báo nghiệp nó trổ không được, nhưng mà từ đời thứ ba, thứ tư lúc nào mình không biết, nó rượt mình hoài, nó theo mình. Mình sanh đâu theo đó. Nghiệp mà, theo mình như bóng như hình mà. Nó theo mình như bóng như hình, nó canh mình, lúc nào mà nó cắn được mình thì nó cắn, lúc nào nó trổ được thì nó trổ. Cho nên mình bây giờ đa số là hưởng cái hậu báo nghiệp nhiều. Mình không phải là hưởng trong cái đời này mình tạo đâu, không phải đời trước đâu, mà từ đời trước trước nữa đó. Mình tạo đời nào rồi, bây giờ nó trổ ra. Thì trường hợp này gọi là hậu báo nghiệp. Kính thưa quý vị, nghiệp này cũng rất quan trọng chứ không phải là thường. Trường hợp một cái người đời sống bị rất nhiều đau khổ, bi đát, chẳng phải do đời trước hay đời kế tiếp họ tạo đâu, mà có thể những cái nghiệp này họ tồn tại trong nhiều đời, nhiều kiếp xa xưa. Giống như mình bây giờ mình bị trổ quả thì chắc không phải là trong đời này hoặc trong đời trước đâu, mà có thể nhiều đời kiếp xa xưa đó mình tạo. Nó trở thành hậu báo nghiệp cho đến nay, nó có theo mình nó trổ hoài. Kính thưa quý vị, hậu báo nghiệp đây cũng có thiện và có ác. Nếu hậu báo nghiệp thiện thì các đời sau mình cảm thọ quả vui, tốt đẹp, như trường hợp của Đại Đức Thánh Tăng Si Bà Lý.
ở trong thời kỳ của Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật trước Đức Phật mình. Theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền thì cái địa cầu chúng ta đang ở này có 5 vị Phật chánh đẳng danh. Vị Phật đầu tiên là Ca Cú Sanh Tha, vị Phật thứ hai là Kona Gamana, vị Phật thứ ba là Kassapa, vị Phật thứ tư là Đức Phật Gotama. Thì cái thời kỳ Đức Phật Kassapa cũng có nhiều người tu giúp như này. Thì ngày trong cái thời kỳ đó có một cái thanh niên đi xuất gia trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Một ngày nọ đi thọ thực ở nhà cha mẹ mình á, trở về. Thì trên đường trở về đến gần chùa thì vị ấy thấy một cái con chó với một bầy chó con á, đang đói. Chó mẹ đó, nó đẻ ra một bầy chó con mà chó mẹ đang đói, bé sườn nằm thở mà không đủ sức đi kiếm ăn. Bầy chó con thì đang bú vào cái con chó mẹ này. Nếu con chó mẹ chết thì bầy chó con này sẽ chết. Cho nên ngài thấy cái cảnh đó rất là bi đát. Thì khi ấy ngài mới phát tâm thương xót tội nghiệp cho cái bầy chó này. Và ngài không biết lấy gì cho nó ăn, bởi vì vị tỳ khưu đâu có thực phẩm buổi chiều đâu. Thì ngài mới nhớ lại là mình vừa thọ thực xong ở nhà cha mẹ mình. Ngài liền dùng tay móc cổ cho ói vật thực ra để cho cái bầy chó đó nó ăn lấy sức để mà nó đi đến nơi khác nó tìm thực phẩm. Kính thưa quý vị, nhờ bố thí như vậy, sau khi chết được sanh vào cõi trời, vào thời Đức Phật Thích Ca, ngài ấy sanh ra trong một gia đình Phật tử, lớn lên xuất gia theo Phật giáo nhờ phước bố thí tiền kiếp. Do đó còn dư sót nên ngài được là người rất là nhiều người có tâm trong sạch bố thí cúng dường cho ngài rất là nhiều vật thực đến nỗi mà dùng không hết. Ngài có một cái phước đặc biệt gọi là phước vật. Trong thời kỳ Đức Phật thì có những vị đại đệ tử, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất á, thì đệ nhất về trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên á, thì đệ nhất về thần thông. Ngài Kassapa Ca Diếp đệ nhất về đầu đà. Ngài Anuruddha thì đệ nhất về thiên nhãn. Nhưng mà ngài Sivali thì đệ nhất về tài lộc. Mà ngày nay có một số vị theo Phật giáo Nam truyền thì hay thờ ngài. Mà nơi đây chúng tôi xin thưa rằng thờ ở đây là thờ cái hạnh của ngài nha. Chứ đừng có nói mang ngài về là có lộc. Trời xưa ơi, con thờ ngày nay cũng 4-5 năm rồi không thấy cái gì tốt hết trơn. Mình hiểu được cái tích diện, cái nguyên nhân mà ngài có được cái phước vật nhiều như vậy là nhờ ngày kiếp trước ngài bố thí không phân biệt, kể cả các loại súc sanh. Mà quý vị biết Ấn Độ thì nó phân biệt chứ lắm. Súc sanh mà ngài vẫn coi là giống như một cái đối tượng nên ngài bố thí, cái tâm ngài rất là trong sạch, vô lượng, không có phân biệt. Mình bây giờ bố thí hay làm phước là phân biệt dữ. Một là gì? Chủng tộc. Ví dụ như mình là người Việt Nam với Việt Nam chứ người ngoài này mình cũng không chạy. Rồi dòng tộc, dòng họ mình thì mới được. Rồi sắc tướng, phải nhìn thấy đẹp dễ thương thì mới cúc. Ví dụ thầy mà thầy nào con thấy con quý con thương dễ thương con mới cúc. Còn thầy khác con cúc, mình phân biệt quá đi. Rồi là đẹp xấu nè, thân sơ, bạn mình thì mình giúp chứ mà không phải bạn mình không giúp. Hoặc là quen mình thì mình cúc, chứ không quen là không cúc. Mình khổ cái đó, mình còn phân biệt. Mình không có chưa có vô lượng. Rồi hả, thân sơ rồi hả, đẹp xấu nè, rồi có duyên không có duyên nữa. Mình nhìn cái vị thầy nào mà thấy mình tâm mình thấy có duyên, chứ không có duyên với sư quá. Chắc nhiều đời nhiều kiếp ta mới cúng, còn người không có duyên không cúng như vậy thì mình phân biệt bố thí. Chứ không phải là không phân biệt. Mình phân biệt cho nên cái tâm mình chưa phải là vô lượng. Vì vậy mà thờ ngài Sivali là thờ cái hạnh của ngài, nhớ nghe. Chứ đừng có nói sư ơi con thờ thánh tăng Sivali để nhất về phước vật, mà sao con thờ hoài mà phước nó cũng không thấy. Mình có hành đâu mà thấy. Mình phải hành theo cái hạnh của ngài, mình hình ảnh của ngài để mà mình làm theo, để mà mình có cái phước giống như ngài. Ngài phước lớn lắm. Có một lần Đức Phật và chư tỳ khưu đi hóa duyên đi hành đạo ở một cái vùng khác, nhưng mà muốn đi qua cái vùng đó phải qua một cái sa mạc. Thì chư tỳ khưu phạm tăng á lò. Nói trời ơi, ngày mai theo Đức Phật đi qua cái khu phố bên kia mà hành đạo, mà đi qua cái sa mạc thì giữa đường không có nhà Phật tử, rồi thất thực trì bình, khó kiếm vật thực để mà ăn, chắc mình phải nhịn đói ngày mai. Giống như bây giờ mà thầy trụ trì nói, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra cái vùng quê, mà trên cái vùng quê đi ngang cái vùng đó không có chợ bố gì hết, mà trưa thì mình hả lấy gì mà mua mà ăn, lo. Nghe thầy thông báo ngày mai chúng ta sẽ đi xuống cái chỗ đó để mà tham quan, mà không có đi ngang cái đó, không có chợ búa gì hết thì mới lo. Thì mấy vị phàm phu đêm đó lo rồi, ngày mai phải theo Đức Phật đi, mà khổ một cái đi ngang cái vùng này sa mạc với rừng không à, không có nhà, làm sao mà đi khất thực địa bình đây. Nhưng mà quý vị biết ngày mai
bỗng nhiên nó ngược lại. Khi đến những cái vùng khu rừng vắng vẻ đó, nhà đâu không biết, quá trời. Rồi các vị tỳ khu đi khất thực, tới bữa đi khất thực dùng, thì mấy vị nè dùng cơm xong mới thấy lạ, nói chắc là nhờ cái phước của Đức Phật. Nhưng mà khi nghỉ trưa xong, Đức Phật từ Thảo Am bước ra, Ngài xác định không phải là cái này phước của Như Lai, mà phước của Ngài Thánh Tăng Si Ba Lý. Bởi vì Ngài không thể nào mà không có vật thực được. Nếu mà Ngài không có vật thực thì các vị Tứ Đại Thiên Vương, Đức Trời Đế Thích và các vị chư thiên, đầu tự nhiên nó nóng lên, nó dở là bảy mặt. Nhiệm vụ là phải đi theo để mà lo cho Ngài. Phước Ngài lớn quá. Quý vị biết làm vua Trời Đế Thích nó cũng không có sung sướng. Bởi vì Ngài có cái bảo tòa. Cái bảo tòa của Ngài là một cái phiến đá. Mà ở dưới trần gian này mà thầy trụ trì chùa Liên Trì mà gắt tu gắt á, tu gắt đến mức độ mà Phật tử bỏ bê, là tự nhiên cái phiến đá của Ngài nóng lên. Dòm xuống là thấy bất công quá, có cái ông thầy ông tu quá trời tu mà Phật tử bỏ đi đâu trời, không hầu trì rồi, là Ngài xuống. Ngài xuống là Ngài phải khiển tâm quý vị đến này để mà cúng dường, còn không Ngài đến Ngài là cái bổn phận hộ trì tam bảo của Ngài Đức Vua Trời Đức Thích Sắc Cá đó, tức là mình kêu là vua trời đó. Ngày xưa thì trong kinh kêu là Đế Thích Vương, tức là Ngài là vua của mỗi cõi trời đạo đạo lại. Ngài cũng là Phật tử đệ tử của Đức Phật. Cái nhiệm vụ của Ngài là cái mà ngài là Ngài ngồi vậy đó, mà cái bảo tọa của Ngài nóng là có chuyện. Ngài dòm xuống. Cho nên Ngài phải sai Tứ Đại Thiên Vương, cái vị thiên tử phải xuống lo cho Ngài Si Ba Lý, bởi phước Ngài Si Ba Lý. Còn mình bây giờ có chết khô mấy chục kiếp nữa Ngài cũng không xuống, bởi vì đức của mình, đức độ mình khô. Phước mình ít quá, phước Ngài quá lớn. Phải phước lớn hơn Ngài. À, phước lớn hơn Ngài, cho nên giống như bây giờ mà quý vị nghe cha mẹ mình, ông bà mình mà đã ở đâu khổ là mình dù xa hay gần mình cũng ráng mình về đi. Nó vậy đó, buộc nó như vậy. Tại cái phước trong dòng tộc mà sanh ra giai cấp lớn hơn mình là phải lo. Mình mà bỏ cho cha mẹ mà đói khổ là mình bị thiên hạ nó quở chết, dư luận nó nói mình chết, đúng không? Bây giờ quý vị đệ tử của thầy trụ trì ở đây mà để thầy trụ trì ở đây ngày một ốm hơn là chết. Thấy mập mập giống vậy đó. À, nhìn thấy thầy trụ trì chúng tôi biết Phật tử lo cho thầy tốt. Để mà qua đây thấy thầy, trời ơi, khổ hạnh bao năm tu ép sát. Rồi thầy cao mà thầy ốm nữa, thầy đi gió nó bài chết, cho nên thầy phải to to vậy đó. À, kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại cái sự tích của Ngài Si Ba Lý. Ngài là một vị thánh tăng mà đệ nhất về phước vật, là kiếp nào Ngài sanh ra Ngài cũng đầy đủ phước vật, là hậu báo nghiệp. Mặc dù Ngài tu cái nghiệp, Ngài tạo Ngài cái nghiệp này từ cái thời Đức Phật Cách Sát Bá lần, mà tới Đức Phật Gotama thời gian nó lâu lắm, hai vị Phật cách nhau rất là lâu, mà cái nghiệp phước nó vẫn còn. Bây giờ còn cái cuối cùng là vô hiệu nghiệp là sao? Có nhiều người nói sư, nghiệp phải trả quả làm sao có vô hiệu nghiệp? Vô hiệu là gì? Tức là những cái trường hợp mà mình tu nó cũng gần chín mùi rồi, như hạn như Đức Phật và các vị A-la-hán, thì trong cái đời đó đó mình sanh ra là kiếp cuối cùng, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau nữa, thì cho dù tất cả những nghiệp mình tạo thì nó sẽ mất hết. Thí dụ như Đức Phật bây giờ Ngài Niết Bàn rồi thì nghiệp nó không có trổ được. Ngài Xá Lợi Phất Niết Bàn rồi thì nghiệp nó không trổ được. Chẳng hạn như cái tích của Ngài Angulimala, chị biết cái Ngài Angulimala, Ngài vô não đó. Thời kỳ Đức Phật có cái ông tướng cướp vô não. Trước khi ông xuất gia, ông là tướng cướp. Ông giết 999 người để ông cắt những cái lóng tai, ông xỏ, ông làm cái tràng hoa, ông đeo đi. Còn cái người cuối cùng á, là ông giết cho đủ để về thầy của ông học một cái ông thầy. Rồi cái ông thầy của ông bị người ta đâm thọt, tiếng ra tiếng vào, nói đệ tử sau này nó sẽ phản phúc, nó lừa thầy, nó phản bạn, nó đoạt ngôi. Bây giờ ông thầy này ông mới tìm cách để ông hại cái học trò này. Ông hại bằng cách nói bây giờ con muốn học hết những cái gì của thầy thì con phải đi kiếm cho đủ 1000 cái lóng tai. Ông kiếm tới 999 cái lóng tai rồi ông trở thành một cái tương tên cướp khét tiếng, một cái vùng nó không ai dám đi ngang là chết. Cuối cùng rồi hả, cái người mà ông tính giết cuối cùng là mẹ ông. Mẹ nhớ con quá, mới ra thăm con cái khu rừng đó ông ở. Thăm con thì ông nghĩ bây giờ giết mẹ luôn để đủ 1000 cái lóng tai về thầy mới dạy cho mình. Quý vị biết Đức Phật xuất hiện thấy ông ta có duyên lành. Đời trước có tu mà đời này tạo nhiều ác nghiệp á. Đức Phật xuất hiện thì ông ta nghĩ bây giờ có ông Sa Môn này xuất hiện rồi, không giết mẹ mình mà giết Sa Môn này. Ông ta mới tức tốc quay qua cầm cái gươm để mà dí Đức Phật giết. Mà Đức Phật thì ngày mai là Ngài phải dùng thần thông để mà Ngài tới độ ông này, chứ không dùng thần thông mà chết. Tại ông này ông chạy là voi ngựa dạy cũng lại, ai đi ngang đó là ông dí là ông giết chết. Thì ông rượt hoài xong thấy Đức Phật bắt không được Đức Phật, ông mới hét lên là này ông Sa Môn cầu đạo, ông mới đứng lại, ông mới dừng lại. Đức Phật đã ta đã dừng rồi,
Ông nói ông dừng thì sao mà tôi dí hoài không được. Đức Phật nói ta dừng ở đây tức là ta dừng tam nghiệp của ta, không có làm ác, không có nói ác, không có nghĩ ác. Còn ngươi mới là người không dừng. Thì ông ta mới liền hiểu được cái ý sâu xa của Đức Phật. Ông ta mới bỏ gươm xuống đảnh lễ Đức Phật. Sau đó ông ta xuất gia. Quý vị, ông ta xuất gia hả? Đi vô thành của đức vua, mà trong cái thành của ông ta ở, ông vô sợ. Thấy cái tên cướp này mình đang truy nã mà cho biết bao nhiêu binh lính bắt, mà hôm nay tự nhiên đi theo Đức Phật. Rất sợ, sợ không biết ông ta có giết người đúng không. Thì lúc này kính thưa quý vị, rằng là ông ta đã xuất gia rồi. Sau khi xuất gia, ông ta trở thành một cái vị mà giàu lòng từ bi nhất. Thì chúng tôi muốn kể câu chuyện này để cho quý vị biết rằng là sau khi Ngài làm ác cái vậy, nhưng mà Ngài giàu trong trong giáo pháp Đức Phật, Ngài xuất gia, Ngài tu rồi, Ngài đắc đạo rồi, Ngài giải thoát, thì những cái nghiệp đó không kịp trổ, thì trở thành là vô hiệu, hiệu nghiệp. Hoặc là những cái nghiệp thay vì quý vị hưởng trong hiện tại này mà nó không có thời gian nó trổ ra, quý vị mất hết kiếp sống này, thì những cái hiện hiện nghiệp này nó trở thành vô hiệu, hiệu nghiệp, mà nó qua sanh báo, báo nghiệp. Mà đời sau mình không không hưởng được thì cái sanh báo nghiệp nó trở thành cái hậu báo, báo nghiệp, thì sanh báo nghiệp nó trở thành vô hiệu, hiệu nghiệp. Và khi hậu báo nghiệp rồi mà quý vị niết bàn, giải thoát, không còn thân ngũ uẩn này nữa để mà nó trổ ra, tất nhiên tất cả những nghiệp đó gọi là vô hiệu nghiệp. Tiếng Bali gọi là ở đây gọi là aho xí cầm mắt, tức nghĩa là những cái nghiệp đã cho quả rồi nó ra vô hiệu nghiệp luôn, những nghiệp trổ quả hết rồi. Giống như là cái trái dừa đã nảy mầm rồi thì cái gáo dừa nó cũng không nảy mầm được nữa, nó đã trổ rồi, nhưng có những cái nghiệp mình trả hết rồi, nó nợ tôi trả hết rồi, thì cái đó trở thành là vô hiệu, hiệu nghiệp. À, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi trình bày một cái bài pháp khoảng một giờ đồng hồ, nói về gọi là báo thời của nghiệp.